đi cái cót chơi cái giờ nó ăn cơm cái nó là không cần ăn cơm cả. Cần cơm là sao? Là không cần cơm hả? Không ăn cơm mới ra cấp cót ăn. Đây là nó ăn rồi mãi tao bảo một lẹ đi. Từ từ khách không lên sao lại bà? Ở gì mà? Đã 6 rưỡi rồi còn cũng nửa tiếng. Tiếng à? Cái mà sẵn. Đang nãy giờ hơn, đang đợi khách lên nè, cái gì vậy biến? Hết hồn hết vía à ba. Tưởng không đi ăn á thì lai chừng nào nghỉ mới được. Nè, sao ăn nè. Chị la nãy giờ lâu lắm rồi mà chưa có vô nên chưa có lên. Rồi mọi người ơi, vô lại giùm em nha. Hello chen khùng tào lao. Vậy mà tôi khùng. Ê, nhiều người muốn khủng như Trang mà không được lắm nha Trang. Bớt giỡn đi ha. Rồi lên lại giùm em nha mọi người ơi. Đem xả hàng tiếp nè mọi người. Set của Trang đang mặc là có hai màu nha. Đây Sushi nhỏ miệng lại coi. Đây nha mọi người ơi. Sushi yêu đời dưới trời. Đây nha mọi người, set này em có hai màu nè. Màu đen với lại màu áo sơ mi trắng hoặc áo sơ mi trắng gì? À không, chị Trang không có áo sơ mi. À có nha. Áo sơ mi lông vũ, cái set kim sa đâu ta? Đây chân lên Trang xả hàng nha mọi người ơi. Mọi người chấm chia sẻ giùm em bài viết nha mọi người. Em thấy cái set áo kim sa nãy không? Chắc lỡ dưới quá. Mọi người ơi, vô chia sẻ giùm em đi mọi người. Em xả hàng tiếp cho mọi người nha. Có không ấy? Đó, ở dưới. Đây có set kim sa này được không chị Lina bỏ ơi. Mọi người ơi, vô chấm chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Lên 35 đồng, 35 người bắt đầu em xả hàng cho mọi người luôn. Em xả hàng giá rất là rẻ luôn nha mọi người ơi. Nãy giờ em xả nhiều lắm đó mà mấy chị không có vô coi like. Bây giờ like này là like tiếp theo rồi. Đây. Set này được không em ơi? Set này thì có hai màu, màu trắng với màu đen. Nói chung là em thích lấy quần thì lấy quần, hoặc là em thích lấy chân váy thì lấy chân váy nha. Đây. Đây. Đây set đây nè, hai màu, hình như chú treo nó hơi bị xấu nha, không hợp lệ nha. Màu đen với lại màu, đây set này có màu trắng với lại màu đen, mọi người thích lấy áo trắng hay là áo đen cũng được. Rồi chân váy hoặc là lấy quần cũng được, tùy ý mọi người nha mọi người nha. Áo chất lông vũ đẹp lắm mọi người. Rồi chia sẻ giùm em đi mọi người. Chia sẻ với lại em lên hàng luôn nè mọi người. Cái hàng này là hàng sale cho nên là mọi người chia sẻ cho em đi mọi người. Chia sẻ để vô mua giá sale nha. Đây set này cũng đẹp quá nè. Đang like ngon lành luôn á chú. Sao? Đang like ngon lành cái tự nhiên bị đứng máy. Bày đó phải gọi đó. Thôi bị đứng máy luôn. Lấy em set trắng. Chị Yến Sào Ami lấy set trắng. Cho em xin cái size đi chị. Em có hai size luôn á. Em mới về đó mọi người. Chị hai size. Size đi chị ơi. Chị lấy size S hay là size M? Hình như chị Yến Sào Ami là mặc size M phải không ta? Lấy S hay M cho em xin cái size nha chị ơi. M nha. Ủa nó dai ghê luôn, nó ghê. Đây, ok chị, chốt cho chị size M. Hàng này vải đẹp lắm nha mấy chị yêu ơi. Hàng này là em bao chắc vải đẹp luôn á. Bao nhiêu? Bộ mặt bao. À bộ em đang mặc đúng không? Bộ em đang mặc hàng mới về luôn mấy chị. Có hai màu trắng và đen. Hai size S và M. Bao form đẹp cho mấy chị luôn. Nè, ở đằng sau của nó là bèo bi rất là dễ thương nè mọi người. Đó. Rồi bộ em đang mặc nhiêu ta? Bộ em đang mặc tính cho mọi người 101 cái khác đó 101. Bộ em đang mặc tính cho mọi người giá như trời. Rồi bộ em đang mặc nha mọi người ơi, 85 tính mọi người 75 trên livestream luôn. Em vừa mới về hàng luôn á. 75 nha mấy chị ơi. 75 đồng em vừa mới về hàng. 75 đồng nha. Hai màu nâu, màu đen và màu trắng nha mấy chị nha. Đen và da. Đen và da, da màu trắng.
đen mà da nha, 75 đồng, chốt luôn cho mấy chị luôn ngày trên livestream luôn đó. Có hai size S và M luôn nha mọi người, có S với M luôn á chị Kelly. Lấy đen size S ok chị nè, đen là đúng có một bộ duy nhất luôn á chị, 75 quá trời rẻ. Em bao giá cho mọi người luôn, mọi người cứ đi hỏi giá đi, bộ này phải 85 tới 90. Lấy bộ đen cho chị nữa nha. À hết đen rồi mà. Không có. Bộ đen à, chị Yến lấy thêm bộ đen size M ok chị Yến nha. Ok chị Yến nha. Rồi. Bộ đen size M cho chị Yến luôn, cũng bằng giá luôn. Đẹp lắm chị, bộ đen nè. Đây cho chị Yến luôn nè Dúc. Rồi bộ em đang mặc là còn màu da. Bộ em đang mặc. Bé ơi. À quên em xin lỗi, không phải vú lộn tiện tôi bị. Bộ em đang mặc không có size M màu da. Em lộn xin lỗi. Bộ em đang mặc không có màu đen, size màu hết đen rồi. Hết đen rồi chị, nhưng mà đen đó là chỉ có một bộ size S thôi. Chị lấy màu da đi chị Yến ơi. Chị lấy bộ da nha chị, lấy da size M đi chị Yến, dễ thương lắm chị Yến ơi, có 75 đồng à. Bộ đó chỉ có một bộ đen thôi. Ờ có một bộ đen, và bộ đen đó là size S nữa chứ yêu ơi. Còn lấy size M của em đi, đang mặc nè. Đó. Màu da xinh mà chị. Ừ màu da đẹp hơn màu đen đó chị. Nhìn nó rõ cái mẫu hơn. Lấy màu da cho chị nha. Rồi ok chị Yến nè chút. Size M. Của con đang mặc mặc lộn size á bà. Mặc lộn size á. Rồi, em còn S với M luôn nha mọi người ơi. Ê còn hai cái S mà chứ hết M rồi. Còn hai bộ S thôi mọi người, hết M. Rồi qua mẫu nha mọi người. Em lên hàng nha mọi người ơi. Rồi đủ 35 người bắt đầu xả hàng tiếp nè. Rồi đầm nha mọi người. Đầm body nè. Bẹt vai. Cúp ngực nha mọi người. Đây set trang đang mặc 85. Xả luôn cho mọi người 75. Cái này là hàng mới nha mọi người. Hàng mới cho nên giảm 10 đồng. Còn mấy cái hàng mà cũ hơn nữa trang giảm nữa cho mọi người nha. Nói chung là giảm nhiều lắm đó chị. Chị Yến có cái bộ này xinh nè chị Yến. Size M của chị luôn nè. Đi học hay sao bọn tụi này. Đi chơi đó nè. Trời ơi, con gái gặp gái. Ngày nữa chị đây trông mấy chị coi gái hát bài si tình cho. Hát bài gì cho chú mấy chị nghe coi. Thẳng lưng lên. Bao cho bà ngoại coi kìa. Gái si tình đi, nhảy vô vô. Trời ơi đâu có được đẹp đâu mà phải che mặt cho ơi. Xinh không mấy chị? Ôi ôi. Mà có cái lỗ mũi hơi tẹt. Xong rồi. Bỏ này ra không? Dạ. Có cái lỗ mũi hơi tẹt thôi, còn như là thấy đẹp hết rồi. 31 chỉ là 18 tuổi đụng cái lỗ mũi lên thôi. Sếp hả em? Dạ đúng rồi sếp đó chị. Cái gì? Ừ đúng rồi sếp. Sếp sao em mở chị sau khi làm cái đó. Ừ đúng rồi sửa mũi thôi. Đâu đâu đâu. Chân mày cũng đẹp, mắt cũng đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp, cằm cũng đẹp. Chỉ có cái lỗ mũi. Sếp chị ơi, size của chị nha, đẹp lắm chị. Cái nè nó sang là nhờ cái tay chị, cái tay phồng phồng lên vậy nè. Đó, đẹp. Vải em bao đẹp luôn. Cái con này cũng hàng mới về á. Tay bo thun nè chị. Đó. Nó đẹp ha, chị mặc lên là nó sẽ bo bo, nó nhúng nhúng xong bo bo lên rất là sang cái con này. Đẹp em mới giới thiệu chị á. Như chị là như chị mà là mặc mấy cái set này sang. Cái gì à, chị đó ừ lấy cho chị nha. Ok chị, chốt cho chị nè. Như chị là mặc mấy cái set này sang chứ còn chị lên mấy cái set mà giống như ví dụ như mấy cái này thì là em không có giới thiệu chị đâu. Đó, như cái này là phải bánh bèo. Chị thì không có hợp với cái này. Đó, em đâu giới thiệu chị đâu. Rồi set này luôn nha mọi người ơi, set này Trang Lai còn một set size S cuối cùng luôn. Bộ mặc còn không? Còn nha chị ơi, bộ mặc còn quá chị. Còn size S nha mấy chị nha. Còn size S nha. Bộ em mặc còn size S nha chị Sam ơi, 85 đồng em giảm cho mấy chị là còn có 75 thôi nha. Rồi em xả tiếp nè. Đầm này, ê set trắng này trước đi. Đây set trắng size S nè mọi người, hàng mới về luôn. Còn một set cuối cùng size S nè, tình yêu nào lấy không? Chân váy dập ly bên trong có quần. Set trắng nha. Bộ Trang mặc có size lớn không? Dạ không chị ơi, size M này chị kia chốt rồi. Size M này chị kia chốt rồi chị, em chỉ còn size nhỏ thôi à. Nè cái bộ này cũng đẹp nữa nè mọi người, mới về nè. Đây em xả hết, hôm nay nhiều hàng lắm mọi người. Ai thích cái gì thì báo em. Nhiều lắm mấy chị. Đây xem M nữa nè. Set này nha mọi người ơi, 90 em xả luôn cho mọi người. Còn có 75 mà hàng mới về luôn á. Áo đẹp giả men. Cái set này. Thế sao? Cái này phải có chị nào chị chốt rồi mà đúng không? Chốt là size S á. Ừ size S đúng rồi. Rồi, có nào size XL không? À chị yêu ơi, bên em không có size XL chị yêu ơi. Bên em toàn là mấy cái phân mà nhỏ, size S với size M không à chị. M bên em thì nói chung là 54-55kg thì cũng có mẫu vừa á chị. Phân nhỏ nhỏ không à chị yêu ơi. Có, đây set này dễ thương lắm nè mọi người. Set này mới về em còn một size S nè, ai chốt không mọi người.
xương váy xin, áo bẹt vai phải đẹp lắm nha các tình yêu ơi. Đó, xếp xanh 85 thôi mọi người, tức mọi người 85 nhiều lắm mọi người, nên về nhiều hàng đẹp lắm. Đây, mấy cái hàng mới thì Trang cũng giảm cho mọi người luôn nha mọi người nha. Mấy cái hàng mới em cũng giảm cho mọi người luôn nha mấy chị nha. Đồ bên bà đẹp mà nhìn tiểu thư mà toàn size nhỏ không? Đúng rồi chị, form em thì chỉ có 2 size S với M thôi à. S với M thôi à, em không có size lớn. Cái set sơ mi này em còn 2 size S và M luôn nè mấy tình yêu ơi. Ai chốt không phải trời, set này mặc lên là sang. Em nói là nhức nách luôn mọi người. Vải đẹp lắm. Tính ra cái áo 55, cái quần có 55 mà. Size set trần neo trắng và đen đi chứ chị ơi, có ai thích nhau này không? Set em đang mặc là còn size S nè mọi người. Ai lấy không? Có 75 đồng không mới chết. 85 em giảm 10 đồng còn 75. Rồi em lên tiếp nha. Rồi đầm size S nè, mọi người mới vô, mọi người chốt đi mọi người. Em like chắc đúng một tiếng em nghĩ à. Tuần này em like 3 ngày nha mọi người nha, thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Em tranh thủ like. Đây. Rồi, đây đầm ren nè mọi người. Đầm ren này size S nha mọi người ơi. 90 em xả nhanh cho mọi người luôn, còn 65. Trời giá quá trời rẻ. 65 đồng nha mọi người ơi. Rồi, đụng tới cái gì là tôi cầm cái đó tôi like tới cái đó luôn. Đây. Áo body len co giãn xịn sò lắm mọi người. Áo body len sale 30. Cái áo này đúng là tiếc cả cuộc đời vậy chú. Hàng cao cấp mà nó vậy nè chú. Sao chú không lấy mặt đi để bảo ổn. Nè mà mặc với quần sọt jean á và đóng quần, đóng lưng cao lên là nó sẽ che được cái khúc này. Ổn. Nè, tặng ba đó. 300 mấy, 400 ngàn á. Áo len này đẹp lắm nè mọi người, ai lấy không? Áo len giá 30. Bây giờ em lại đầm trước khi mọi người hết thời gian. Rồi đây tiếp tục à, đầm này size này là size S nha. Đầm size S. Đây, rồi sale cho mọi người đầm này 60 luôn. Đầm 60 nha mấy chị ơi, đầm hoa 60. Đẹp nè, đẹp nè, cái con này đẹp nè. Cái con này như còn một màu nữa đúng không? Cái con này đẹp lắm nè, chắc thun găng nha. 55-56kg mặc đổ lại, mặc vô tư thoải mái luôn. Ống rút lại mặt thì nó giãn ra nha mọi người ơi. Tại vì cái chất này co giãn lắm. Rồi set này hôm bữa bán 85, bây giờ em xả luôn cho mọi người là còn 65. Có màu da nè. Có hai màu nha, 65 đồng. Màu da với lại màu kem nè mọi người. Màu da là màu kem này á là cổ tròn, còn cái này là cổ trụ nha mọi người nha. Rồi con này lên form đẹp lắm đó mọi người. Em sale em làm biến mặt á. Còn lấy mấy cái đó xuống chị. Chị ơi. Chứ không lẽ em mặc lên cho mọi người xem rồi mọi người lấy cho mọi người, con này đẹp. Con này em mời mặc được nha. Cái con màu trắng màu kem này á thì size S thôi mọi người. Trời ơi em thiệt. Đó em mặc lên cho mấy chị coi. Để em mặc chắc hết hàng luôn rồi mấy chị. Rồi em đưa điếm. Rồi set này size M luôn nè mọi người. Thôi em cầm like phụ điếng thôi, tao mệt mỏi quá. Đây. Set này đi biển hay là đi đâu chơi cũng đẹp hết mọi người. Đây. Hai màu nha mấy chị. Hai màu. Không nha, mai cũng cuốn chia tay rồi. Hết nợ rồi. Hai màu, màu da với lại màu da với lại màu trắng nè mọi người, hàng mới về. 90 tính mọi người 80. Ok. Ok con dê. Đây set này, Yến nhìn tôi kìa. Tại vì em thấy mấy mẫu xuống chị thấy. Rồi chị chưa like, để chị like để không Yến nhìn quá nhìn. Set này hôm bữa em bán là 90 nè mọi người, 2 size F và M. Bây giờ em xả luôn cho mọi người giá 65. 65 đồng nha mọi người nha. Chắc rất là dày nha mọi người, em bao mọi người luôn, không có mỏng nha mọi người yên tâm. Nè. Chắc cực kỳ dày nha, 65 đồng một set. Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ thì được giá sale nha mọi người nha. Nên em xả hết hàng luôn nè, 65 đồng. Thôi chị giục vô đây nha. Mình trắng có màu đen đúng không? Màu trắng này là size S đúng không? Màu đen size M đúng không? Rồi đầm này hai màu trắng và đen nè mọi người ơi. Trắng và đen nha, hai cái này đều là size S. Form cực kỳ dễ thương luôn. Em xả cho mọi người 85 còn 65. 85 còn 65 nha. Có mút ngực luôn. Bao xinh. 85 sao còn 65 nha mấy chị nha. Hai màu đen và trắng. 65 nha mấy chị nha. 65 còn 80. 85 còn 65. Đây set này size M. Đây set này size M nha mọi người nha. Set M xả mọi người 60. Một cái áo cúp ngực nha. Ở bên trong của nó là có quần luôn á. Tại vì treo cái set này treo lên xấu quá.
đẹp lắm nha mọi người ơi. Set này 60, áo ống cúp ngực. Đằng sau nó có cái nơ nè mọi người. Mà sao kêu lên không đẹp nha. Mặc lên rất là xinh luôn mọi người. 60. Ê nãy giờ bán được không vậy? Bán được cái gì không vậy? Báo được là tôi tắt like nha. Làm việc hăng sai quá không? Làm việc hăng sai mà không ai mua gì hết trơn là tắt like nha mấy chế nha. Giá này mà mấy chế kén đó là em nghỉ ngơi ạ. Đây đầm body lưới nè mọi người. Đầm này 85 em sale cho mọi người còn 60 nha. Nãy không có cái body hay dây chứ. Chắc lưới em bao đẹp cho mấy chế luôn. Con này mọi người mặc đi tiệc rất là đẹp nè mọi người, màu đỏ nè. Chị nào mặc không? Size S chứ lộn, nói size S nha. 60. Đây set sơ mi size S luôn nè mọi người. Set này 85 em tính cho mọi người còn 70 nha. 70 nha mấy chị ơi. Set sơ mi sao 70. Đây đầm nè mọi người, đầm bên trong có quần nha mọi người. Chắc đây là thun co giãn lắm. Rồi đầm này em sale cho mọi người 60 luôn. Đầm chờ neo sale 60 nha. Vải đẹp lắm nha mọi người, không có bị mỏng đâu mọi người yên tâm. Bên trong của nó có lót quần nữa nè. 60, đầm chờ neo 60 nha. Phân nó ngắn xòe rất là dễ thương. Đây có cái set màu hồng ở dưới. Đây đầm này mọi người, đầm này cũng sale 60 luôn nha. Mọi người mặc là nó rớt cái vai xuống này cực kỳ dễ thương luôn. Size này là size gì nhờ? Size này chắc là size S đó mọi người. Đầm size S nè. Có mút ngực nha mọi người nha. Vải tắc ta đẹp lắm. Sale có 60 thôi mọi người ơi. Đây sale 60 nè. Cái đầm này lên form đẹp lắm nè mấy chứ. Đầm này nãy sale giá nhiêu giờ? Chưa sale. Đầm này chưa sale luôn. Trời ơi cái con này nó đẹp. Vải em nói thiệt mọi người nha. Đẹp xuất sắc luôn mọi người. Hai màu nè. Màu da. Vải này mọi người thấy không? Vải rất là đẹp nha mọi người nha. Màu da với lại màu đen. Hai màu đen và da. Cái con này 90 em tính mọi người giá 75 nha mọi người nha. Đây 75 đồng. Hai con này đều size S nha mọi người ơi. Hai con này đều size S nè. Ai thích không mọi người? Đây vải đẹp quá. Con này lên rất là sang luôn mọi người. 75 đồng nè. Set size S 3 món nha. Đây tiếp tin nhắn em nha. Mấy cái này hình như không phải là cái gì hết. Cái này là giống như kiểu mà gì đó, giới thiệu quảng cáo hay sao đó. Đúng không em? Ừ. Hồi nãy cũng kêu tiếp tin nhắn em nha. Cái này là giống như là quảng cáo tự tự chạy hay gì. Hay là ông quay có gì? Không hết. Hồi nãy bé kia đó marketing cho chị. Không có, hồi nãy bé này cũng vô nhắn tin vậy đó. Nhưng mà đâu phải đâu. Rồi tiếp tục nè. Set nha mọi người ơi. Set này em sale cho mọi người giá là 90 còn 75, 3 món luôn. Cái này chân còn size S thôi nha mọi người. Trời ơi vải đẹp lắm luôn mọi người. Đây áo nè. Áo sơ mi luôn nha. Áo sơ mi crop top luôn. 70 hả? Thôi cho 70 cho chẳng đi mọi người. Set này 70. Trời mình xuống rồi. Bác hàng sale mà còn cho chẳng hả? 70. 35. Ủa sao kỳ vậy? Không ai nói gì chân vậy? Body kim sa lắm chị ơi. Hãy dây kim sa. Sao tự nhiên lúc mới vô cũng còn được được. Sao bây giờ tệ quá vậy? Body kim sa nha. Cái gì? Đây set size M nè mọi người. Ai lấy không? Áo ống. Áo ống sơ mi. Chân váy nè mọi người. Chân váy nha. Đầm nữa đi. Đầm đính ngọc nha, có mút ngực luôn. Ê, cái này có mút ngực. Không có mút. Size S. Đầm này còn một cái size S nè mọi người. 85 em giảm cho mọi người còn 60. Chắc rất là đẹp luôn mọi người. Nè. Vải đẹp lắm nha. Con này tay phồng phồng lên, mặc lên rất là tiểu thư luôn. Đây. Để em kẹp cái eo lại. Cái eo nó bị rớt ra. Đây. Con này mặc lên form rất là dễ thương lắm mọi người. Treo nó không được đẹp, mặc lên rất là xinh luôn, thấy không? Em thấy mà không mặc đẹp lắm. Một con cuối cùng, size này là size S giả. Xả luôn cho mọi người 60. Chị giao cho em luôn nha, em đưa tiền mặc ở nhà em. À không em, chị không có giao lợi nha.
chị không có giao lợi, chị chuyển khoản, chị đặt La Bao Mô hoặc là chị ship phu điện, hai cái đó không mọi người. Em không có giao tới nhà nha mọi người ơi, em không có người giao. Em không có người giao nha mọi người. Đây. Con này dễ thương nè. Con này còn một cái size S nè, em xả luôn cho mọi người giá 60 nha. Con này còn một cái size S nè, chị không có giao hàng nha em, chị không có thời gian đâu mà chị ra đi giao hàng. Chị không có giao hàng. Mọi người chuyển khoản, một là ship La Bao Mô, hai là em gửi bưu điện cho mọi người thôi. Chưa tìm được taxi quen. Hả? Không có tìm được taxi quen. Thấy cái con này dễ thương quá ha. Cái con này đẹp nè mọi người. Đây. Đồ của em chưa nhận được. Lê Ngọc. Đồ của em hình như bị trả về rồi. Hình như chị mới thấy cái đơn của em trả về. Lý do là gọi điện thoại không bắt máy. Mọi người ơi, lưu ý giùm em, bên em ship hàng gọi điện thoại không bắt máy, nó sẽ hoàn tiền, nó sẽ hoàn đồ về cho em mọi người. Chỉ cần gọi mọi người không bắt máy thôi, chứ nó không có giao lại mọi người lần thứ hai đâu mọi người. Nên là mọi người nhiều khi để ý tin điện thoại lúc người ta giao lại nha. Hàng về đơn đó mọi người tự chịu tiền phí giùm em nha mọi người nha. Nói chung là ở bên đâu cũng vậy, chứ không phải mình em đâu. Tí nữa chị Lê Ngọc, tí nữa chị chụp cho em coi cái đơn hàng về, hình như ở ngoài đó. Lý do gọi điện thoại không bắt máy. Mọi người thích lên hàng gì mọi người? Bây giờ em không biết mọi người thích hàng gì nữa. Cái set em đang mặc nóng mệt quá. Mọi người thích lên hàng gì mọi người em lên cho. Mọi người thích lên hàng set đang mặc như vậy chị. Set đang mặc 85, chị Trang sale 10 đồng còn 75. Mấy cái đó là gì vậy? Đây, cái set này nè mọi người. Đây. Chấm chia sẻ giùm em bài viết đi, sung sung em còn like sale, còn không thôi em nghỉ nha mọi người ơi. Like sale rồi mà còn vắng là thôi rồi. Đây, set này đẹp lắm. Cái ren trắng. Cái ren trắng là cái nào? Em mới treo lên cái này. Hả? Này hả? Không, nó mới nói nè. Em lấy cái em lấy cái đầm này hả? Em lấy thì chị Trang dồn chung đơn, chị Trang ship luôn cho em nha. Đơn cũ của em là bị trả lợi đó. Đầm này em lấy đầm này hả? Phải em lấy đầm này không tình yêu ơi? Cái này có vút ngực nha mọi người nha. Thằng là cái ren này cũng xinh đó nè. Hồi vút khủ con đi vút. Giờ này không ai mua đâu, vút cầm hàng dùm phụ. Cầm hàng phụ với vút. Giờ này giống như like chơi thôi. Cái ren ở sau đó chị. Cái này nè. Cái sau đầu em kìa phải không? Trời, sau đầu em đâu thấy. Ừ ha. Cái này hồi nãy em like có này, có cái này thôi nè. Không phải, không có cái nào chứ. Cái đen này đúng không em? Đây, trời, cái set này rất. Bây giờ đúng con này cho cái con này. Vú lấy kiểu cầm lên cho khách coi một con đi Vú. Đây tôi ghi bill cho nó, giờ hai người like đi, tập đi. Hai người tập đi. Trời ai bắn tim dữ vậy? Thôi, đây cái set này đẹp lắm nè mọi người, chắc thằng gì của con. Hay là set này em? Cái vú cầm. À. Cái vú này ok rồi, set này luôn 100 giảm cho em 90 rồi, trên livestream luôn. Chị đã nói cái này rồi mà em không chịu nha. Mà em đứng đây sao chị thấy được? Đây, set ren này hàng 3 món luôn nha mọi người ơi. Áo ren có bút ngực nè, quần nè và cái một cái áo sơ mi chắc rất là đẹp luôn nha. 100 giảm mọi người 10 đồng là còn 90. Set này em có hai size nha mọi người nha, S với M. Vú đâu hả? Cầm cái vú. Hana Thanh, hôm bữa hỏi đầm nè, Thanh ơi có coi không? Coi, nếu mà đây coi đầm thì chị chấm cho chị một chấm đi, chị like cho em coi. Con này đẹp quá trời luôn. Xét thì quá trời sang luôn. Có phải không? Cầm hoài à? Không biết luôn. Rồi không nói gì thì dẹp luôn đi. Rồi tiếp nha mọi người. Đầm nè. Đầm đây ha. Đầm mới về. Thích con nào, nói chung là hàng mới em cũng giảm cho mọi người 10 đồng trên livestream nha. Ờ nè. Nè Hana Thanh nè. Nè. Like cho Hana Thanh coi em chị mấy cái đầm này đi. Nè Thanh ơi, mấy cái đầm này đẹp lắm nè, Thanh mới về. Mẫu siêu hot luôn. Đây. Hàng mới Trang cũng có giảm cho mọi người nha mọi người nha. Hàng mới là Trang giảm cho mọi người 10 đồng trên livestream luôn. Mỗi món giảm 10 đồng nha, hàng mới. Nè, con này đẹp quá trời luôn nè. Nói chung là ưu tiên cho mọi người ngày hôm nay trên livestream nha mọi người. Đây, quá trời xinh, em thích con nào? Mọi người thích cái nào mọi người báo em nha. Báo nhớ báo nha. Nhớ báo nha. Không báo là không được đâu nha. Có thích cái nào không em ơi, được cái nào không? Trời ơi, cái gì mà bắn tim bắn ơ nhiều quá trời vậy biết.
Đây. Ai vậy? Ai đang rình mời chị? Ai đang rình ba tí nha. Cái này là đầm lông vũ nha mọi người nha. Đầm cúp ngực kim sa nè, lông vũ rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi cái đầm này là tua rua đá nè, mấy con này là hàng cao cấp không á? Có kiểu có tay không chị? Tại nay bắp tay em hơi bự. Kiểu có tay hả? Kiểu có tay thì nó là mẫu khác rồi em à. Thường thường mấy cái đầm sexy nó ít bao giờ có tay lắm nha. Có tay hai cái kìa. Có tay thì nó phải qua nó hơi mẫu khác tí xíu. Nó không sẽ được sexy nhiều như vậy. Đây. Đây có tay thì không có sexy gì nha. Ừ, có tay thì không có sexy nhiều nha. Người ta cũng cân đo đong đếm hết trơn mọi người. Có tay thì không có bị xích, không có sexy. Đây hai mẫu này nha chị nha. Màu nâu và màu trắng. Cái đầm màu trắng này đẹp nè. Màu trắng kim sa này đẹp nè mọi người. Hoặc là cái con màu này. Cái con này giá nó hơi cao. Con này giá 155 đồng đúng không? Nãy mình bán. Ờ, còn một con nè. Lấy set chị đang mặc đi. Ok Nana nè. 85 đồng nè. Bữa nay chị em mới ra cái giá này thôi mọi người. Bán không có lời bao nhiêu. Rồi set này em còn. Set mình đang mặc còn một set size S cuối cùng đâu. Chị nào lấy chốt luôn đi mấy chị. Rồi cái này không. Đây cái con kim sa này đẹp nè. Nên hành, con này là chị bao đẹp luôn á. Đây con này có tay bao phơm, bao chắc, bao vải. Con này đẹp. Con này 90 em bán cho mọi người còn 80. Còn đúng một con cuối cùng mọi người. Nhìn cái phần eo nó rất là xinh nè mọi người. Đó. Con này vải đẹp lắm. Kim sa co giãn thoải mái cho em luôn. Có lót dày dặn nha mọi người nha. Con này 80. Thôi leo lên đi em. Để lên đi em. Cái này like không có ai hỏi gì chân đúng không? Lấy set chị mặc đi. 53kg vừa không chị? Cái con này 53kg chị nghĩ chắc ok á. Tại vì chị thấy nó cũng co giãn lắm. Nè. Chị thấy nó cũng co giãn lắm. Có size hộp vậy chị? Lấy gì? Có size có gì size em? Không? Có size không chị? Có em. Con này là S với M đều mặc được nha. Có 80 thôi mọi người. Còn một con cuối cùng nè. Ai comment trước thì em để trước cho mọi người nha. Con này Nana lấy thì trang chốt cho Nana nè. Nếu vừa thì em lấy. 53kg vừa cái này không ta? Giúp con một tay đi. Vừa không ta? Đó là vuốt mặt cho con nghe con. Để vuốt thử cái gì. Vừa mà. Có lấy chị 80 xem M. À không, cái này không có M chị My ơi. Cái này em chỉ có phi size thôi mà bé kia lấy rồi. Bé kia 53kg em đang suy nghĩ biết rùa hay vừa nè. Chắc rùa hay vuốt ha, cái này nó co giãn lắm luôn á. Nè. Được không? 53kg chắc ok á. Nè, cái này chốt cho Hana Thanh giùm con 80 đi. Để Trang xả hết bớt hàng cho mọi người nha mọi người nha. Mọi người có thích nằm kim. Chị My ơi, chị My thích nằm có tay hả? Mọi người thích có tay rồi. Mấy cái đầm yếm này được không mọi người? Yếm này xinh nè. Yếm này cái gì ta? 90 em tính cho mọi người trên livestream còn 65 thôi. Cái này có hai size F và M luôn nè mọi người, mới về á. Nhưng mà Trang sale. Chị My mặc cái đầm này đi chị My. Chị đặt chị mặc 52kg xách chị nhặt vừa không vừa. À 52kg xách chị ok nha em ơi. 52kg thì chị xách chị ok. Chị My lấy mấy cái xách này được không chị My? Chị đặt chị mặc body. À chị thích body hả? Đây đây, body đây nè. Đây body đây. Like đi. Đừng cầm nữa đấy. Đây body này chị My ơi. Thấy cái body đá này đẹp lắm nè mọi người. Mới về siêu sang luôn. Body body body. Có cái nào body có tay không ta? Nãy chị nhớ có cái body có tay. Đây. Đây body có tay đó nè mọi người. Con này em sale cho mọi người luôn nha. Con này 85 em sale luôn cho mọi người còn 70. Đây con này 70 nè. Với lại ai thích zoom không mọi người? Zoom này em mới về hai size F và M. Giống như em mặc đó mọi người. Con zoom này em có lấy một cái em mặc nè. 70 ring thôi. 90 70 thôi. 70 nha mấy chị ơi, 70. Đây cái con này size M nè, ai mặc đẹp nè mọi người. Con kim sa này em sale luôn cho mọi người còn 75 đi. 90 còn 75. Cái con này thật ra lên form đẹp lắm á mọi người. Nhìn vậy thôi chứ lên form rất đẹp, nó cũng nhúng nhúng nè mọi người thấy không? Chắc kim sa cũng co giãn y hệt vậy luôn mọi người. Đó, con này size M 75 đồng đi. 75 đồng nha mấy chị ơi. Kim sa 75. Body nâu có tay lấy. Đây nè, body nâu có tay nè. Phạm Wendy, body nâu có tay ok nè, nãy mới nói nhiêu ta? Con cũng quên 70. Giá 70 hả? Nè, Phạm Wendy ok 70 á, ok em. Còn gì nữa không? Dâm, xếp. Hồi nãy kêu lấy cái dài xuống rồi lấy rồi không chịu lai. Đâu? Nè. Đây.
Đây cái làm ren có tay đó chị. Xả hết đi. Đây. Một cái đầm body nha mọi người ơi. Đây rất là xinh nè, có xẻ đó nè mọi người. Size S nha. Cái con này em có lấy một con mặc đó mọi người. Nhưng mà của em mặc là màu trắng đen, còn này là veo đen, rất là xinh, vải đẹp lắm mọi người. S với M mặc được nha. Em xả mọi người con này giá 60. Em xả mọi người con này giá 60 nha. Trời vải đẹp lắm mọi người ơi, lên form cổ đổ nè. Cái lưng đằng sau nó chéo chéo á, cái này mà ai mà có ngực mặc lên là xuất sắc. 60 rin. Rồi con ren này size S. Ấy, con ren này size M chứ. Đây, con ren size M nè. Tình yêu nào lấy không? Xả luôn cho mọi người 60 luôn. Trời nó rẻ. 90 xả còn 60, có bút ngực luôn nha mọi người nha. Ren M xả 60. Nhìn nó vậy thôi chứ lên form đẹp lắm mọi người. Trầm thì nó không đẹp chứ lên form là đẹp nhất nách luôn mọi người con này. Con này ai hốt đi xem M đẹp lắm, sang cực kỳ sang, màu cũng đẹp lắm. Ở ngoài màu rất là đẹp luôn mọi người, 60. Đây con đen cổ yếm. Đen cổ yếm này là size size M. Đây, đen cổ yếm size M nè, chị nào mặc đi tiệc không? Nè, để lên. Đó, con này lên form đẹp nhất nách. Con này đi tiệc. Con này đi tiệc lên là khỏi nói luôn, sang chảnh cực kỳ. Yến xào là cái bộ đồ đó. Đang 60 em lấy kìa. Đang 60. Cái con này size gì ta? Con này size M luôn. Đây mọi người ơi, con này đính đá nè, đầm body lụa đính đá nè. Quên đi phải mấy. Đây, con này đi tiệc đó mọi người. Đây, mấy con đi tiệc em lười like quá mấy chị, phải không thích đi tiệc. Set này có hai màu nè mọi người, màu nâu size S nè, màu đen size M. Con này 100 giảm mọi người 10 đồng là còn 90. Đây. Màu nâu size S, màu đen da M. 90 cái đặt này mới mà trời. Ừ. Kệ đi, bán lại đi. Cái đặt này chưa. Đây mọi người ơi, trời ơi cái set đuổi này đẹp quá. Chắc đuổi đẹp xuất sắc luôn, hai màu, màu kem với lại màu nâu. Trời ơi mọi người ơi, cái con này nó xinh dã man luôn mọi người. Quần ống suông nè. Con này mặc đi chơi là dễ thương cực kỳ luôn á mọi người. Ai mà thích cái form mà dạng như mà thủ thư á mọi người, nhẹ nhàng đó. Nè cái chất đuổi đẹp dã man. Màu nâu là size S, màu da là size M nha. Con này em sale luôn cho mọi người 90 còn 70. Không đẹp em không lấy tiền mọi người, không có bị hở ngực đâu mọi người yên tâm. Có dây tăng đơ nè. Đó, mọi người mặc lên thì mọi người muốn cao thì kéo cao lên thôi, không bị hở ngực luôn nha. Form áo rất là xinh nè mọi người. 70. 70 nha mấy chị. Ai lấy chồng em lấy chồng em. Màu kem và màu nâu nha. 70. Dung jean nè mọi người. Còn cái size S nè, em sale cho mọi người giá là 65 đồng. Dung này bữa bán như là hình như 90 hay 100 gì đó. Dung này còn cái size S nè mọi người, em sale cho mọi người 65 đồng. Không, nó 65 hay 75. 65 đồng. Dễ thương lắm mọi người. Hôm bữa em bán là tới 90 hay gì á. 90 hay 100 gì đó. Dùm size S lấy em Phạm Wendy lấy màu nâu 70 kìa. Dùm lấy cho em, ok chị Lê Ngọc nè. Em bán xả là em không lời luôn mọi người, nói thiệt luôn á, em bán được giá vốn không luôn mọi người. Có cái set ren này đẹp nè. Set ren này là siêu xinh. Size này là size S. Set ren đẹp nha mọi người. Đây. Áo của nó là dạng áo yếm nè mọi người nhìn cái chất ren của nó rất là xịn nha. Áo yếm nè, chân váy dài. Rồi set ren này em xả luôn cho mọi người 90 còn 70. 90 còn 70 nha mọi người ơi. Form đẹp lắm. Đây. 90 còn 70, set ren này đẹp lắm nè, chị Lê Ngọc lấy không chị Lê Ngọc? Đầm đỏ. Đầm cho mấy chị coi thôi. Chị nào thích thì em mới báo giá, tại vì cái đầm này đi tiệc nhiều khi mấy chị không có thích đó. Cho mấy chị coi thôi, chừng nào muốn đi tiệc thì lại kiếm em. Rồi đầm body. Đầm body màu đen nha mọi người ơi. Đính đá nè, sale cho mọi người 60, 90 còn 60. Body đen đính đá, hồi nãy ai mới hỏi em thích body ta. Em quên mất tiêu. Body đen đính đá, sale mọi người 60 rin. Chắc thun dày dặn co giãn nha mọi người nha, sale 60. Hết giá. Đầm này á, sale mọi người 50. Đầm này sale mọi người 40 thôi.
tầm size 40, có màu đen đó mọi người. Rồi tiếp cho em xem lại sơ mi lụa đen với quần kim sa trắng. Đây này không ta, thế này đẹp lắm nè mọi người, ai lấy không mọi người, em mới về luôn á. Đen đá còn mờ không em? Đen đá này hả? Hả? Đen đá này hả chị? Cái đen đá này là size M luôn á chị. Thun co giãn lắm nè, em cho chị coi nè. Rộng lắm. Đen đá này là size M luôn á chị. Chị Diệp ơi. Nè, rộng mà chị. Set đen chị cầm có size M không? Cái này có, hai size mới về mọi người. Set này áo set này giá 101 một set cho mọi người. Hàng đẹp nha mọi người. Áo 55, chân váy 55. Nè chị Diệp nè giúp. Áo 55, chân váy 55 á, chị muốn lấy áo trắng hay là áo đen cũng được, hoặc là thích lấy quần này cũng được, hoặc là lấy chân váy cũng được. Em cho mọi người phối mix tùm lum luôn nha. Hàng mới về lụa đẹp lắm mọi người. 55 đồng, 60 đồng đen dính đá. Chị Mimi ơi, chị comment sau, chị gì lấy mất tiêu rồi. Chị Mimi comment sau rồi, sorry cái nhiều nha. Nè Dung này cho 60. Set này ai lấy không mọi người? Lấy set đen. Lấy áo đâu set đen chứ. Chị mới thấy cái set đen thì dục ra ngoài này. Còn nữa nha, set đen vẫn còn nha, size M nha. Đây set đen M cho chị nào nè? Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương nè. Nguyễn Hương thích. Đang lấy set đen size S luôn rồi. Ok em, đợi chị chút xíu nha. Nè mọi người, nó rời rời gì nè. Lúc trước là cái áo 65, cái chân váy 65 là 130. Mà bây giờ người ta xuống giá còn có 101 à. Áo 55, chân váy 55. Người ta giảm, em cũng giảm theo chứ, không như người ta đâu mấy chị. Cái gì em? Nguyễn Hương lấy size S đúng không? Không, đang cái đó à, là đang từ từ nha. Cái này là của chị nào? Chị Nguyễn Hường. Không, chị Nguyễn Hường. Nè nè, size S nè. Cái này đang đang nè. Size S nè, cho đang đang rồi là hết set đen này, set đen này em hết nha mọi người ơi. Còn em chỉ còn set trắng thôi. Phải không ta, để kiểm lại. Còn màu trắng nha mấy chị ơi. Ai... Ừ đúng rồi, còn set trắng đi. Ai thích thì báo em màu trắng nha. Còn màu trắng thôi, màu đen thì hết rồi. Ai còn set đen nữa đi. Còn set đen đó mọi người ơi. Còn set đen. Set đen còn em M. Nè. Cho chị cho đang đen này giúp. Áo chú ghi gồm 101 nha. Chân váy size M nha chị. Áo size S. Chân váy M. Áo size S, chân váy M. Ok. Ôi, em được luôn hả chị? Không phải cùng size nha. Không, cho luôn thoải mái luôn, cho mít thoải mái. Tại vì cái này áo chị lấy lẻ, chân váy chị lấy lẻ mà. Nên mới cho mít á, chứ không bình thường là không cho mít thật. Đây. Áo M chân váy size S hả? Đọc lại anh chị ạ. Không, áo size S chân váy M. À áo size S chân váy M, ok. Còn cái size S đó là của chị Đang Đang á chú. Rồi em ai chốt gì nữa? Hết rồi. Ờ Mimi. Mimi lấy em set size đen M nè. Ok, Mimi đen M. Nó lùng rồi. Mimi đen M. Đen M. Rồi còn màu trắng nha. Rồi hết rồi em ơi, hết đen rồi đó nha. Bây giờ chỉ còn trắng thôi à. Còn màu trắng nha, ai chốt thì chốt luôn nha mấy chị ơi, 101 nha. Ai lấy màu trắng thì báo luôn nha. Rồi, cái này của Mimi nè. Dung nha chị mấy chị ơi. Dung size S nha. Rồi dùng size S xem sống vui luôn. Set trắng đẹp còn mọi người không thích trắng hả? Có set nào có tay không chị? Set có tay có em chị. Lấy chị màu trắng M nè, Mimi Nguyễn nè. Ok chị, em chốt cho chị màu trắng xem M. Mimi Nguyễn. Cái set trên đó là màu trắng M hay là gì? Rồi ok chị, em chốt cho chị Mimi Nguyễn set M. Đây, em chốt cho chị set này xem M. Set này sang mà mọi người, sang lắm, em nói thiệt luôn á. Riêng chất lụa mọi người nhận về đi, cái áo 55 đồng là xứng đáng luôn, cái quần 55 cũng rất là xứng đáng nha. Quần này nó còn có độ co giãn nha mọi người, không hề xốn, không hề ngứa một tí xíu nào luôn. Đó, set này là em còn hai set nè mọi người. Set trắng size S nha. Đúng, à không. Đây em còn set trắng, một set trắng size S là tình yêu nào lấy chốt em luôn đi mọi người. Đây. Còn đúng một set trắng này size S nha. Cái này là của chị Mimi rồi. Ừ đúng rồi, để nó cho nó gọn một set luôn nhé. Đây, chị Mimi. Rồi, áo có tay, set có tay chị em. Đây, set có tay thì cho nhiều lắm.
màu trắng và màu đen nha chị nha. Đây cho lấy set tóc tai cho mọi người xem nha. Đây set này xinh nè. Đây để cho cầm cho mọi người coi. Đây set tóc tai nè tình yêu ơi. Set tóc tai mới về, mấy set này lúng xinh luôn mọi người. Đó, ai hỏi set tóc tai vậy? À chị Nguyễn Hường đúng không? Đây set tóc tai nè chị. Cái này là áo lụa nè. Áo lụa nè kèm với là chân váy ren đẹp lắm mọi người. Vải em bao đẹp nha mọi người. Đây. Rồi set này là áo bẹt vai với là chân váy jean. Đó. Nhận vải về xấu trả lại cho em. Còn cái này là áo thun kèm với chân váy. Set này em chỉ còn size S thôi nha mọi người. Set này em chỉ còn size S thôi nha. 85 đồng em sale cho mọi người, set này còn 75. Chân váy là em bao đẹp luôn á. Cái set này thì cái chân váy nó đẹp lắm mọi người. Đó. Mua nguyên set về, chân váy 75 đồng. Để set cái tay mới đi. Set cái tay nè, cũng nhiều set lắm. Ừ, cái set hồng này cũng dễ thương nè. Set hồng này 85 tính mọi người còn 75 nha, hàng mới về luôn mọi người. Còn có set cuối cùng set á. Cái set này cũng vậy, 70. Set này 90 em giảm mọi người còn 70, cũng còn size set luôn. 3 món luôn mọi người, cái áo sơ mi lẻ luôn nha mọi người. Đó, 3 món luôn. À, lấy set 3 món, còn bây giờ em 3 món. Set áo ống chỉnh eo nha mấy chị nha. Có rút dây hai bên hông nè. Có mức ngực luôn. Cái áo sơ mi trắng này chị khách. Chứ ai hỏi thì cái áo sơ mi trắng này. Rồi. Set hồng có size M không? Dạ không, em hết size M rồi, em chỉ còn một set size S thôi mọi người ơi. 75 đồng. Set hồng dễ thương lắm mọi người, vải đẹp lắm. Còn hai cái. Cho mẹ cái đi. Cho mẹ cái. Có cái này không cái. Cái này có cái. Có cái mà còn mấy cái. Còn mấy cái. Nhiều lắm. Nhiều lắm thì cho cái đi. Nhiều lắm. Rồi qua mẫu khác nha mọi người. Đây set jean đâu nè. Set jean đục lỗ nha mọi người ơi, chân váy bên trong có lót quần siêu đẹp luôn. 90 em giảm cho mọi người là còn 75 set này cuối cùng. Set này có chỗ tao bán tới 100 jean luôn á. Thank you. Đói lắm rồi, xin nó đói rồi. Tại nãy giờ có được ăn gì đâu. Thôi giờ like nhanh nè, sao vậy em nghỉ mọi người ơi. Mọi người chốt nhanh nha mọi người, em nghỉ em đi ăn á. Ngon. Ngon. Hơi bị ngon nha. Cao biết. Cay hả? Ừ. Cay vừa vừa. Cay ăn được. Này vô. Yến mà cao quá. Yến Nhi xếp hồng nè, Lê Ngọc xếp xiên nè. Ừ. Rồi. Xếp hồng 75 đi chị. Ừ. Xếp xong em không nhớ. Ngon quá chưa. Em like đúng 15 phút nữa em nghỉ nha mọi người nha. 15 phút nữa Yến. Thua hết Yến. Cái nào khâu hết giờ xuống đi. Còn gì nữa không? Đồ nhà mình mà nó hỏi còn gì nữa không? Ừ, đúng rồi, thế là đây chị trao cho. Ừ, ngon quá mà cay quá trời. Anh đói. Ừ. Đói cái gì? 10 phút nữa, 10 phút nữa. 15 phút nữa. Thứ tư em like nữa nha mọi người nha. Thứ tư em xả hàng. Em tuần này em like 3 ngày. Thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Tại vì hàng em nhiều quá à, lại sang tuần sau á là em đi Trung Quốc chơi tới 2 tuần rồi. Cho nên hàng mà em gửi bill á là mấy chị chuyển khoản em đi liền nha. Trong tuần này ngày nào em cũng có đi hàng á nên là mấy chị yên tâm ha. Hàng sẽ kịp cho mấy chị, còn cái nào mà không kịp em sẽ hoàn lại cho mấy chị nha. Yên tâm, hàng kịp hết nha mấy chị nha, chứ không có đợi mà em đi chơi 2 tuần về thì mới gửi thì không có vấn đề đâu mấy chị yên tâm. Em đi mỗi ngày luôn á. Mấy chị chuyển tiền sớm. À mấy chị cứ chuyển tiền là em sẽ đi hàng thôi, yên tâm ha mấy chị ha. Cái này là bao cho mấy chị luôn, còn không giống như là em nói em sẽ hoàn tiền lại cho mấy chết, yên tâm. Rồi đầm này luôn mọi người. Đầm này size S nha, mặc lên cực kỳ dễ thương luôn. Tháng này là tính ra là em like được chắc mấy ngày á mấy chị. Đi chơi không? Chị định đi Trung Quốc làm visa bao nhiêu tiền chị? À chị đi theo đoàn á em, chị bay về Việt Nam, chị đi đoàn ở Việt Nam. Chị bay về Việt Nam, chị đi đoàn ở Việt Nam. Đồ. Thứ bảy chủ nhật chị có nhà không em lại lấy đồ có thứ hai chị mới bay mọi người ơi, thứ hai em mới bay nha. Cho nên là thứ hai em vẫn còn được đi hàng cho mấy chị nên mấy chị yên tâm rất là thoải mái luôn. Không có gì mà không kịp hết cho mấy chị yên tâm ha, cái này em đảm bảo.
cứ chuyển khoản em làm đi hàng thôi, yên tâm ha. Cho nên là em sẽ cố gắng like thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bốn, ba ngày. Giống như hàng nhiều quá mấy chị ơi, hàng Thái giờ hai ba ở ngoài kia kìa. Thứ tư em sẽ like hàng Thái nha mấy chị nha. Thứ tư gắn vô theo dõi like của em nha mọi người nha. Hàng Thái về nhiều mẫu đẹp lắm, áo kiểu nhiều lắm. Rồi đây, cái này nha mọi người ơi, đầm này giá 90, siêu đẹp luôn nè. Đó. Ăn chơi quá, hàng thì qua quá trời mà ăn chơi quá, bởi vì mới xả bớt hàng này cho chị chứ em bán cho mấy chị mấy cái like hai ba cái like này là em lợi cái 50 đồng 10 đồng không mà em nói thiệt luôn mọi người. Mà hàng mới không nữa chứ. Thiệt luôn á, bà vú nó thôi vậy thôi tưởng bán nữa. Để từ từ bán mà em kiểu không biết sao mọi người em bị dính cái gì á. Nghề nghiệp mà mình nhìn mình không mua mình thấy mình ngốc con mắt. Xếp này đẹp nè mọi người, xếp này đi du lịch chơi đẹp lắm nè. Chị đi theo đoàn á Châu ơi chứ không phải là chị đi riêng. Bây giờ mình xin visa hơi khó mọi người. Trang đi theo đoàn á. Trang giờ Việt Nam, Trang bay giờ Việt Nam không rồi, ở Việt Nam Trang đi theo đoàn. Hình như là 3.200 á mọi người, 3.100 hay 3.200 vậy á. Là đi 5 đêm 6 ngày. Mọi người có muốn đi em giới thiệu cho mọi người. Cái này là đi của Việt Travel cái gì. Rồi đây mọi người ơi, đầm này rất là xinh nha. 90 em giảm cho mọi người còn 75 đồng. Vải rất là đẹp nha mọi người nha. Size này là size S. Đó mấy chị thấy không? Hàng mới về là còn đủ màu, đủ size luôn. Em bán mọi người giá 75 đồng mà bây giờ mới quyết tiền nó xuống nó đâu có lời nhiêu đâu mới chết. Bán xả không à. Đúng là cái gì ạ? Rồi set này nha mọi người, set này nãy mới nói nhiêu đâu. Set này em xả luôn mọi người, 85 còn 70 nè mọi người, còn set cuối. Ai lấy không mọi người? Áo ba lỗ. Chân váy đẹp cực kỳ luôn mấy chứ, vải mát lắm, 70. Em lấy set lấy trắng size M. Trắng size M hả? Ok ok, chốt cho chị. Chị gì quên rồi ta? Chị Cherry Chin. Ủa Cherry Chin hả? Cherry Chin nè. 75. Có ta mới nói 75 đúng không? Chị Cherry Chin 75 nè. Chị lấy cái nào 75 gì? Chị lấy đen M. Cái đen M. Ấy. Đây M. Để chị coi coi cái đen này là đen size S em mà rộng mà. Được á, được á. Ok nè, Phạm Wendy ơi, cái này á chị Trang còn size S nha. Nhưng mà hả, chị thấy nó cũng rộng lắm á em. Chị nghĩ là em mặc được á. Eo hơi rộng luôn á mọi người. Nói chung là 50kg mọi người lấy size S, 51kg lên mọi người lấy size M. Nhưng mà riêng cái đầm này mọi người 51kg mọi người chốt size S vẫn ok nha mọi người nha. Tiên Nguyễn ơi, chị không có màu trắng nha, màu trắng hết rồi. Đâu? Tiên Nguyễn lấy trắng size S. Hoa Hoa hỏi chị gì coi có chịu lấy không. Chị gì, chị Chinh Chinh có chốt không, chị Chinh Chinh? Trang còn màu đen nè, được không Tiên Nguyễn ơi? Em lấy màu đen được không? Màu đen cũng sang vải đẹp lắm. Nè màu đen nè, con hỏi chị. Trong khi thời gian hỏi mọi người để em kiếm hàng live tiếp cho mọi người nè. Chị Chinh Chinh ơi, chị có chốt cái này không? Cái này size S nhưng mà chị em mờ bạn vừa nè. Nếu không chị... phải Chinh Chinh Phạm Wendy. Thôi đen ok là chốt cho Tiên Nguyễn đi cho nó dễ. Phạm Wendy lấy mẫu khác đi Phạm Wendy. Nhiều khi nó chinh là tí xíu là em là không thích. Xong rồi, đen ok Tiên Nguyễn. Ừ, cho chị Tiên Nguyễn đi. Đây, đầm này đẹp nè mọi người. Hai màu trắng và đen hàng mới về. Set đó nè mọi người, set thì có ai thích không? Đây, em hàng mới về em xả hết cho mới chết luôn á. Ok, để cho anh ta đi chị. Ừ, ok, đợi mẫu khác ha. Đây, set này đẹp nè mọi người. Set này có hai size F và M nha, hàng mới về. Áo có cúp ngực kèm lông vũ, đẹp lắm. Hai size F và M. Đây, cái set này xả luôn đi. Đây cái set này size M, hôm bữa em bán 101 nè mọi người. Đây cái set này size M, hôm bữa em bán 101 đó mọi người. Bây giờ em xả luôn cho mọi người giá 90. Ai lấy giùm em đi size M nha, size M lưu ý giùm em size M nha, em có đọc rõ size đó mọi người. Đây, dễ thương lắm. Chân váy. Chân váy hai lớp luôn nha, chân váy là hai lớp luôn. Cái này là chắc zin luôn á mọi người, bởi nên là nó hơi cao. 101 em xả cho mọi người còn 90. Đầm này thì chắc không ai lấy đâu ha. Chưa có ai thích nha. Chân váy này còn cái nè. Si ơi cho mẹ thêm bịch nữa được không con? Cho mẹ thêm bịch nữa đi. Đây chân váy này đẹp nè mọi người. Dạ. Yeah. Chân váy này đẹp lắm nè mọi người. Chân váy này Trang còn cái size S nè mọi người, ai lấy không? Áo này thì có hai màu. Màu xanh với lại màu màu xanh với màu gì ta? Đây cái chân váy nó phối với cái áo này đẹp nè. À áo có ai thích áo mọi người, áo mới về nữa nè mọi người, cho mọi người coi vài mẫu áo đi mọi người, đỡ buồn.
Thôi bà có ai thích không vậy? Trời áo xinh lắm nè mấy chứ. Áo đằng sau có bo thun đẹp lắm nha, mút ngực bo thun luôn. Mọi người có ai thích áo này không? Chân váy này cũng đẹp nữa nè, chân váy này là hàng cao cấp nha. Chân váy size S. Áo kèm tang sắc rất đẹp luôn nè, áo cũng là hàng xịn. Áo này nhớ nãy có một cái nữa mà ta, hai màu. Đúng không? Đây set sơ mi luôn. Màu đen dưới bên tay. Set áo này tính mọi người 55 thôi. Cho mấy chế luôn. Ưu tiên cho mấy chế đặc biệt ngày hôm nay trên livestream luôn. Set áo này một cái áo ở trong có mút ngực nha, kèm thêm một cái áo khoác nữa. Em bán cho mọi người 55, ba màu. Cho mọi người thích lấy màu gì mọi người lấy. Đây. Màu xanh nè, màu nâu nè. Với lại màu trắng đúng không? Màu trắng ba màu. Trời ơi cái áo này dễ gớt quá vậy ta. Màu xanh, màu nâu và màu trắng. Rồi 55 đồng luôn hai cái áo, tính ra một cái 25 đồng. Quá trời rẻ. Ê, hồi nãy ai hỏi áo sơ mi rồi không lấy cái set này ra trời, tiếc ghê. Đây mọi người ơi, ba màu nha. Cái này mọi người phối quần sọt, mọi người mặc đi chơi, đi biển đồ đi. Ồ đẹp lắm luôn á, bụi lắm, nhìn bụi lắm. Đây, ba màu. Áo nè. Tính ra rẻ mọi người, không ai lấy đúng không? Dẹo bây giờ nghe. Dẹo nghe cái bát cá đó. Dẹo hết thi. Còn bánh trái nữa. Lọt cái mẹ đi. Đây. Thôi bây giờ lại đầm tiếp đi. Cá có ai lấy không? Hình như khách không thích áo anh ta. Thôi giờ là bỏ qua áo đi, để áo tháng tư đi. Mời tặng đơn, trời ơi quá trời việc để làm luôn trời. Chết đi mấy chị ơi, chết là ngủ nha. Ở đó là hết chuyện. Xả hết rồi hả? Ở đây chưa thôi đúng không? Dục qua, chị xả thêm mấy cái nơi nghỉ à. Đói quá mấy chế rồi, thiệt luôn á. Những ngày ngon mà cay. Ta xé gió luôn. Hai bịch mì, hai bịch cay luôn. Đói. Con còn đói từ nó. Nè. Quần size S nha mọi người, hàng cao cấp nha mọi người. Mọi người muốn cái quần tặng cái áo. Thiệt mà, muốn quần tặng cái áo. Áo 2 dây bình thường cũng bán 30 đồng rồi, em tặng cái áo cho mọi người luôn. Quần này, trời cay quá. Quần này size S nha mọi người ơi. Quần size S. Quần này bán nhiêu giờ không biết bán nhiêu nữa. Quần này chị nào lấy em tính mọi người 85. Mua cái quần tặng cái áo size S cho mọi người nha. Rồi, set hồng nè. Chị nào lấy gì thêm đó mấy chị? Ở trên đây mọi người nãy giờ có thích mẫu nào mọi người báo em chốt luôn nha. Trời có hiếu quá chú. Có lý quá ha. Quần tái nha mấy chị ơi, mua quần tặng áo nha. Ai lấy thì báo. Mua quần thì tặng cái áo nha mấy chị ơi. 85 quần 85. Rồi đây mọi người ơi. Set màu hồng nè, 90 giảm cho mọi người còn 60 trên livestream luôn đi. Lỡ rồi. Còn set cuối cùng màu hồng nè. Set này nè mọi người, cái cổ nó rớt rất là xinh nha mọi người, cổ yếm cực kỳ đẹp luôn. 60. Rồi 60 nè. Em cầm đi chị đưa cho. Rồi đầm này 60 luôn. Set hồng á, size S với size M mọi người đều mặc được nha. Còn đầm này là đầm size S nha mọi người ơi. Đầm này em xả cho mọi người 60 luôn, size S 60. Đây. Đầm xả mọi người size S 60 luôn. Cay. Thôi cái đầm này không được, đầm này chắc không like được. Đầm này hàng thiết kế. Có ai thích hàng thiết kế không mọi người? Đây đi tiệc rất là sang nè. Mấy con này mọi người đi tiệc sang lắm. Mọi người thích không? Em xả bớt cho mọi người. Giá rẻ rẻ mọi người mua. Còn con body lụa dạng kiểu maxi á mọi người, phông dài dài á. Con này em xả mọi người 50 size S giùm em nha. Xả mọi người 50 size S. Là thứ tư like sau, thứ tư em có like á mọi người. Em có xả quần nữa nha mọi người. Xả quần dài nữa, quần thái nữa. Thứ tư mọi người có muốn mua thêm thì mọi người vô chốt. Nói chung là 2-6 mọi người nha. Tuần này em like 3 ngày. Trời, cái set này nó đẹp. Xuất sức. Hai màu đen và xanh nè mọi người. Set này 90. Chất ren em bao đẹp nha mọi người. Nhìn nè. Đó. Hai màu.
đẹp lắm mọi người, cái này lên sang lắm, 90 em xả trên livestream cho mọi người 75 đồng, hàng mới về luôn á mọi người. Mặc lên form rất là xinh nha. Nè. Cái này mà mặc lên form là em bao dễ thương luôn mọi người, chất ren nó đẹp lắm, nó tính cái nơ đó. Ở đây là nó bo dập thun hết luôn á mọi người, nguyên cái áo luôn. 7 nó bao nhiêu? 75. Rồi ai lấy gì thôi, trời ơi đưa đi. Rồi ai lấy cái gì nữa không mọi người ơi, nếu mà không lấy gì nữa thì em nghỉ nha mọi người nha. Còn nhiều hàng lắm mọi người, em sẽ live sale 2 ngày cho mọi người luôn, thứ tư với lại thứ sáu. Mọi người có lấy gì nữa không mọi người? Ai lấy gì nữa không để mang chút đơn luôn. Nó có để qua giặt sau đi, để 21 giờ nữa mất công. Ừ của em giặt trước đi. Ai muốn mua đầm thiết kế gì mọi người gắn tranh thủ trong tuần này vô mua ủng hộ em đi mọi người. Không ai nói gì nữa thôi em nghỉ nha. Bye bye mọi người. Thứ tư ha mọi người ha. Thứ tư em like tiếp.